Thưa quý vị, ngày hôm nay đã có thêm 5 người được xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19. Như vậy, tính đến chiều nay, Việt Nam đã ghi nhận 44 người mắc COVID-19, trong đó thì có 16 người đã điều trị khỏi. Trong chiều nay, Viện Pasteur Nha Trang đã công bố kết quả xét nghiệm của 5 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Cả 5 người dương tính lần này đều trú tại Bình Thuận và từng tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân số 34. Như vậy, tính tới 18 giờ ngày hôm nay, chỉ riêng tỉnh Bình Thuận đã có 9 ca mắc Trước đó, trong sáng nay, ngày 12 tháng 3, Bộ Y tế thông báo bệnh nhân nam 25 tuổi cư trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội là ca nhiễm COVID-19 thứ 39 của Việt Nam. Ngày 4 tháng 3, bệnh nhân dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình, trong đó có tiếp xúc với bệnh nhân số 24. Hiện bệnh nhân sức khỏe ổn định đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, bệnh nhân này tiếp xúc với gần 20 người 79 người khác đã tiếp xúc với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Hiện tổng số ca mắc của Việt Nam là 44.